trong cái buổi sinh nhật đó nó có lãng mạn không? Như phim Hàn Quốc luôn á anh. Kể đi. Bây giờ ai là người kể cho nghe cái để vợ kể đi. Sáng hôm đó anh hẹn em ở bãi xe buýt khoảng 8 giờ. Nhưng mà 2 tiếng sau đó anh mới xuất hiện. Tức là em ngồi chờ anh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi lại bắt thêm chuyến xe buýt nữa, hai tụi em đi lên Thủ Đức. Thì trên cái chuyến xe buýt đó thì tụi em ngồi kế nhau, thì em lại dựa vào vai ảnh. Xong rồi tụi em khi mà tới Thủ Đức thì lúc đó trời nó bắt đầu mưa lất phất rồi. Thì tụi em đi bộ nói chuyện với nhau, chia sẻ này nọ, ấn tượng đầu tiên thế nào. Tới lúc mà gặp chị của ảnh rồi ăn uống xong á, mọi người mới đi karaoke. Sau cái buổi đi chơi đó thì em với ảnh mới tách riêng ra để đi qua hồ đá chỗ Thủ Đức chơi. Thì lúc đó thì trời bắt đầu mưa, thì tụi em hai đứa che chung một cái dù, vừa đi vừa sánh vai với nhau nói chuyện. Xong rồi tới lúc mà mưa bắt đầu nặng hạt rồi thì lại bỏ dù ra để tắm mưa luôn. Nghe cảm hết sức luôn á. Rồi xong bữa đó thì hai đứa bệnh bao lâu? Chứ chị là thế nào, 2 tuần cảm cúm rồi đó. Gặp Hồng Vân là coi như nằm 2 tuần. Lúc đó sức trẻ lắm chị, không có biết bệnh là gì. Chứ là lúc đó là trái tim bắt đầu rung động rồi đúng không? Rồi sao? Sau cái ngày đó về thì ai là người rung động mạnh mẽ? Em nghĩ là em. Lúc đó em có biết là vợ em đã gọi là thấm đòn em à? Dạ biết chứ. Em biết. Chưa đi đạt hình mà. Rồi anh muốn hỏi là em làm gì để cho anh biết rằng là em có cảm tình với em? Biết anh tự không? Biết từ lúc mà hai tụi em còn nói chuyện qua mạng với nhau. Rồi đến lúc nào thì anh toàn tâm toàn ý với em? Tới lúc mà toàn tâm toàn ý là sau đó 6 năm. 6 năm mới toàn tâm toàn ý. Còn trong 6 năm là vẫn coi như rất thính khắp miền non nước vậy đó hả? Mà chị hỏi em là trong 6 năm là em có biết là ảnh cũng có những cô khác nữa không? Em biết ngay từ đầu rồi. Em biết từ đầu. Và em chấp nhận? Không hẳn là chấp nhận hẳn. Tại vì em biết là lúc mà em thích chồng em sẽ là người chịu khổ nhiều hơn. Coi như gần như đơn phương đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chấp nhận điều đó trong 6 năm? Em một nửa thì em dằn xé trong nội tâm của em thôi. Tại vì em biết là em thích người này rồi. Một nửa thì em cảm thấy là nếu mà em thích người này thì em sẽ chịu khổ rất là nhiều. Mà em không muốn là em chịu khổ nhiều như vậy. Làm sao mà em vẫn giữ được trong 6 năm để mà... Trong khoảng thời gian đó thì em có thử quen người khác 2 năm. Để coi là nếu mà không phải là chồng em thì em có chấp nhận được người nào khác nữa hay không. Tại vì lúc đó là em rất là thương chồng em rất là nhiều. Cuối cùng sau đó em cảm thấy là không hợp nữa, cho nên là em mới dừng lại. Em muốn là em bây giờ em chỉ cần một mình thôi. Thì trong thời gian lúc đó là chồng em lại quay lại. Là đó là năm thứ 6 đó phải không? Dạ đúng rồi. Tại sao vậy em? Em không biết, nhưng mà tại tính em thì thích thay đổi á. Ông này không phải có cái gì nè, bởi vì cái gì đâu có cái quyến rũ gì đó. Phải có cái gì nè, suy nghĩ hoài ra không ra nãy giờ. Thấy không? Mà trời, một cô gái xinh đẹp như thế này yêu đơn phương 4 năm trời. Em nói có lý do tại sao mà 6 năm trời á. Em có biết là có một cái tình yêu đơn phương với em không? Dạ biết á. Em biết luôn? Dạ. Rồi là sao mà tới 6 năm sau em mới đón nhận cái tình cảm này? Dạ thì lúc có một ngày thôi ạ, vô tình thì tự nhiên thích đi nhậu một mình. Xong rồi em nhậu xong em về em cũng suy nghĩ về bạn này, vợ em ạ. Em thấy là từ trước nay là có mỗi vợ em là quan tâm em nhiều nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em có quan tâm, em có làm gì đi nữa thì vợ em cũng quan tâm em, vẫn sẽ chia sẻ với em. Nên em mới quyết định là quay lại với vợ em. Lúc mà quay trở lại có khó khăn gì không? Dạ có. Thì lúc đó là em tổn thương về mặt tình cảm rất là nhiều, nên là em quyết tâm là em không muốn quen ai nữa, kể cả ảnh. Thì sau đó khoảng 6 tháng thì tụi em mới quyết định là quen nhau chính thức. Quen nhau chính thức. Rồi hai đứa có về chung một nhà không? Dạ có. Coi như là sống thử đó, phải không? Tụi em quen nhau được 1 năm thì em với ảnh về chung một nhà. Rồi sống thử. Vậy là ba mẹ có biết không? Nhà em thì không biết. Đến bao lâu thì nhà em mới biết? Tới bây giờ cũng chưa biết. Là sau đây mới biết. Rồi sau chương trình này biết lắm. Số này phát sóng rồi mới biết. Ê, nhưng mà là em chủ động là hai người ở chung một nhà hay là chồng em? Dạ chồng em. Lúc đó là sao mà em lại có cái đề nghị đó? Lúc đó là em sợ mất vợ em á, nên bây giờ mới thấm thía đúng không? Dạ đúng rồi. Mà sống thử. Trong 1 năm đầu sống thử thì hai em có khó khăn gì không? Tại vì em với ảnh ở chung với chị gái của ảnh thì là ba chị em ở chung nhà với nhau, thì nói chung là mọi chuyện năm đầu tiên rất là hạnh phúc vui vẻ, không có vấn đề gì hết.
vui rồi phải không? Coi dạ, như là lúc đó là của thất lạc, bây giờ tìm lại được là vui rồi. Ừ. Vậy là nhưng sau mà, đó thì cưới. Cái lúc đó anh ấy vẫn giữ một cái vị trí soái ca trong lòng của em đúng không? Dạ đúng. Tức là cái vị trí của người này chưa bao giờ thay đổi trong lòng em cả. Đó là đã không? Ừ. Đã chứ. Rồi bao lâu thì cưới cơ? Dạ tụi em quen nhau tới năm thứ ba thì cưới. Rồi vậy như vậy là sau hôn nhân thì cuộc sống chắc là vẫn cứ giống như sống thử hay sao? Nó có giống như sống thử không hay là nó sống gió? Nó sống gió đó. Lý do? Lý do là bây giờ chuyển sang phần 2 đó, là phần mà kể tội tật xấu của nhau. Bao nhiêu năm rồi em? Tụi em cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? Tụi em đăng ký kết hôn từ tháng 3 năm nay. Là mới đây thôi? Dạ đúng, mới đây. Rồi sống gió thì sao đâu, kể anh nghe coi. Vậy là anh rất là khó tính. Em đã khó tính rồi, anh còn khó tính hơn cả em nữa. Ví dụ như là khó tính về trong ăn uống đi. Tức là một bữa là em sẽ nấu, một ngày em sẽ nấu hai bữa, bữa trưa và bữa tối. Thì hai cái bữa đó thức ăn không được lặp lại giống nhau. Một bữa có đủ ba món thì anh mới chịu. Rồi dậy thì phải gấp chăn mùng mền. Rồi hay là đồ vật không được vứt lung tung trên sàn thì anh cấm làm những chuyện đó. Nhưng mà anh lại làm được. Anh lại được làm, nhưng mà em nói ảnh thì ảnh không nghe. Nhưng mà cái đó đâu phải là sóng gió đúng không? Sóng gió là tại vì tụi em bất đồng quan điểm với nhau, bất đồng quan điểm sống. Nên là khoảng thời gian sau khi cưới là tầm khoảng tháng 6, tháng 7, là mới đây thôi, là tụi em gây nhau rất là nhiều. Tới mức mà em nghĩ là không biết là quyết định của mình là có đúng hay không. Mà về vấn đề gì? Em thì là người phụ nữ của gia đình, em ưu tiên của em luôn là gia đình. Còn ảnh thì hiện tại là ảnh đang trong cái độ tuổi là muốn chăm lo sự nghiệp. Cho nên là ảnh thời gian đó là ảnh quyết định là ảnh sẽ làm hai công việc cùng một lúc, tức là cả sáng cả tối. Nếu mà em nghĩ là nếu như mà ảnh làm như vậy á thì sáng một ngày em chẳng gặp ảnh được bao nhiêu tiếng cả, cũng không biết nào mà chia sẻ với nhau trong cuộc sống như thế nào. Thì nhiều khi ảnh đi tới tối mịt là 10 giờ 12 giờ anh mới về, lúc đó em đã ngủ rồi. Thì em mới nói là ảnh nên suy nghĩ lại về quyết định đó. Nhưng mà anh cũng im lặng, anh muốn quyết định theo ý của anh là anh vẫn làm hai công việc. Vẫn làm hai việc. Và như thế là coi như là sóng gió là nó nằm ở cái vấn đề đó đúng không? Yeah. Với một phần nữa là em với anh có nhiều cái quan điểm khác nhau. Anh là người hướng ngoại, anh thích ra ngoài tụ tập nói chuyện bạn bè thì kia. Em thì em cũng thích cái việc đó nhưng mà chỉ là trong mức hạn chế thôi. Ví dụ như là một tuần 7 ngày thì sẽ có 2 tới 3 ngày em ra ngoài em chơi bời gì đó. Nhưng mà những ngày còn lại thì nên ở nhà, chứ đâu thể nào mà 7 ngày mà đi hết 7 ngày được. Sao vậy chồng? Em nói đi, em nói tại sao lại có những cái sóng gió đó? Dạ là phần là vì công việc á, em stress. Thứ hai nữa là tại vì mới lấy vợ á mà thấy nó thay đổi so với sống thử này kia. Dạ. Nó em thấy nó hôn nhân nó bức bí quá. Tại cái tính của em á thì là thích thoải mái. Dạ. Cuộc sống nó vô tư á, nó không bị mất tự do. Đó, nên nhiều khi vợ em mà anh có về ăn cơm không, rồi anh đi đâu phải báo với em, lúc đó làm hơi rất là khó chịu tại không có quen á. Nhưng mà sau này thì em quen rồi. Sau này là quen rồi. Tụi em mới cưới nhau được mấy tháng thôi mà. Dạ sau một tháng vừa rồi em. Nhưng mà hiện giờ là em đang làm công việc gì? Dạ công việc chính thức của em hiện tại bây giờ là em đang là giám sát thi công quảng cáo, với lại công việc thứ hai nữa là làm quản lý cho một cái nhà hàng. Quản lý nhà hàng chắc chắn phải buổi tối rồi. Nhưng mà cái điều đó là bởi vì do em áp lực công việc, áp lực cuộc sống mà em bắt buộc phải làm vậy, là do tiền bạc đúng không? Dạ vì là em muốn mua được nhà cho vợ em. Em hiểu không? Dạ hiểu. Em gần đây thì em mới hiểu điều đó. Hiện giờ là hai bạn đang ở nhà thuê hả? Dạ đúng rồi. Thực ra em biết là mọi chuyện đó bắt đầu từ cái ngày mà em nói với ảnh một câu là anh ơi em định là 2 năm nữa là mình sẽ có con. Thì em sau này em nghĩ lại em mới nói là cái câu đó tạo cho chồng mình một cái áp lực. Nên là ảnh mới làm việc điên cuồng như vậy. Nhưng mà cái mà bức bối của em ngoài cái chuyện về giờ giấc á, mà để mình không gặp được nhau thì có khi nào trong đầu em nghĩ tới một cái chuyện khác nữa là ảnh lại coi như là giống như thả thính như ngày trước không? Có, em có bắt gặp một lần. Trước thì em không bao giờ nghĩ cái chuyện đó, tại vì em tin tưởng chồng em hoàn toàn 100%. Tại vì em biết là chồng em đã yêu, đã quen rồi thì rất là nghiêm túc. Nhưng mà tháng 6 vừa rồi thì em vô tình lại bắt gặp là chồng em có nhắn tin với một bạn nữ khác. Nên là em cảm thấy là vừa tức giận mà vừa thất vọng nữa. Là tại sao là em cũng bức bối, em cũng ngột ngạt, em cũng mệt mỏi. Nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ tới ý định là sẽ tìm một ai đó để chia sẻ, mà chồng em lại làm như vậy. Nhưng mà người đó là chỉ là bạn bình thường thôi. Dạ, bạn bình thường. Anh muốn hỏi là hai vợ chồng em cho tới thời điểm này thì có cái gì nặng nề đúng không?
là em chỉ lo cho sức khỏe của ảnh thôi. Tại vì ảnh làm một ngày 16 tới 20 tiếng, mà cái môi trường công việc ảnh lại gặp nhiều hóa chất rồi phải uống bia bọt này nọ thì em rất là lo. Trời ơi, một ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ. Hai việc mà. Nhưng mà chị hỏi nè, em nhắm là với cái tình hình mà em làm hai công việc như vậy á, thì em nghĩ là trong bao lâu em mua được nhà? Thì thật sự á, là em chỉ cần trả cái tiền cọc chứ thôi. Còn những cái tiền mà trả góp á, thì em sẽ trả từ từ. Cho dù là tiền cọc đi chăng nữa thì em nghĩ là trong bao lâu? Trong vòng khoảng 6 tháng nữa. Bây giờ sự em có muốn cái điều đó không? Muốn có được cái căn hộ mà để chờ thêm 6 tháng nữa cho nó đủ không? Dạ có. Tại vì tụi em cũng định là có em bé trong vòng 2 năm nữa. Thì phải có một cái chỗ cố định để chăm lo cho em bé. Có nghĩa là em đã thoải mái trong cái việc dạ, đó rồi đúng không? Đó thì nếu vậy thì chị cũng yên tâm. Chứ còn thực sự nếu mà nhiều khi mình chỉ có chấp nhận là bởi vì nó phải là như vậy thì cũng không hay lắm. Thôi bây giờ anh chỉ hỏi là em mong muốn chồng em á cần phải thay đổi, đó là điều gì? Em muốn chồng em là cởi mở hơn một chút nữa. Tại vì có những chuyện là em biết là anh giấu trong lòng, nhưng mà anh không nói ra. Nhiều khi anh đi làm về anh lại ôm em khóc, nên là em cảm thấy là mình bất lực trước cái sự mình buồn bã của chồng á, mình không giải quyết giúp đỡ được gì cho chồng cả. Nên là em muốn là anh cởi mở với em hơn chút nữa, là có chuyện buồn gì đó thì nói cho em biết, chia sẻ với nhau chứ đừng có giữ một mình trong lòng. Còn em thì sao? Dạ em chỉ mong muốn em đừng có lười nữa thôi, tại vì em ngủ dữ quá. Mong muốn em đừng có lười thôi kìa. Dạ ngủ dữ lắm ạ. Dạ ngủ mà gọi điện là phải gọi điện 5-6 lần mới dậy. Vậy á hả? Thì bây giờ chị nói em nghe nè, tất cả những cái điều mà em muốn ở vợ em cứ nói hết đi. Thực sự em che giấu làm gì cái công việc cực khổ của em? Tại vì cái quản lý nhà hàng á chị biết mà rất là cực. Cực lắm chứ không phải, tại vì chị có nhà hàng thì chị biết. Cho nên rằng là rất cực. Em cứ nói vợ em tất cả những cái cực khổ đó của em, để mà khi nào mà vợ em hiểu được thì vợ em sẽ bớt lười. Còn nếu mà vợ em không hiểu có nghĩa là em vẫn lười. Mỗi lần mà có chuyện buồn về thì muốn em vợ khóc, về kể cho vợ nghe, thấy không? Rồi, xin chúc hai em sẽ đạt được tất cả những ý định nha. Và mau chóng đón một thiên thần xinh xắn xuất hiện trong gia đình của mình nha. Xin cảm ơn.